Xin chào các bạn, tôi là Thạc sĩ luật sư Đỗ Đăng Khoa. Hôm nay rất vui được chia sẻ với các bạn về chủ đề là cách cái xử lý cái diện tích đất thực tế sai lệch so với sổ đỏ. Thì đây là một cái chủ đề, một cái câu hỏi lớn mà tôi thường được mọi người hỏi trong cái thời gian vừa qua. Bởi vì trên thực tế thì có rất nhiều người cái diện tích sử dụng đất thực tế nó không đúng như ở trong cái sổ đỏ. Và đặc biệt là trong những cái trường hợp là diện tích nó lớn hơn sổ đỏ, ví dụ như là thực tế sử dụng đất nó là 500 mét vuông đất nhưng mà trong sổ đỏ nó chỉ có 300 mét vuông đất thôi, thì nó dẫn tới là nó làm giảm giá trị của cái thửa đất, đặc biệt là khi mà thực hiện các cái thủ tục như là chuyển nhượng hay là thế chấp thì văn phòng công chứng chỉ căn cứ vào cái sổ đỏ để thực hiện. Do vậy là cái diện tích lớn hơn mà ngoài sổ đỏ thì không thể chuyển nhượng cũng như là không thể thế chấp. Và đương nhiên trong trường hợp này thì nó làm giảm cái giá trị của cái thửa đất, đúng không ạ? Nếu mà bạn trên thực tế bạn có 500 mét vuông đất mà bạn bán cho người ta mà bạn tính giá là 500 nhưng mà trong sổ đỏ nó chỉ có 300, đi ra công chứng thì công chứng chứng thực chuyển nhượng cũng chỉ có 300 thì chắc chắn rồi người mua người ta sẽ không thể nào mà trả cái tiền với cái giá là 500 mét vuông đất được, đúng không ạ? Đó, và rất nhiều trường hợp thì cái việc sai lệch cái diện tích thực tế so với cả trong sổ đỏ nó còn dẫn tới tranh chấp và kiện tụng với những cái người hàng xóm, đúng không ạ? Thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải xử lý cái cách nào để làm sao cho cái đất ở ngoài thực tế cũng như là ở trong sổ đỏ nó phải gọi là đúng diện tích với nhau. Đấy, và trên thực tế thì cái điều này nó xảy ra có thể nói là cũng khá phổ biến, bởi vì có rất là nhiều những cái sổ đỏ đã được cấp từ 2-30 năm trước đây, đúng không ạ? Đến bây giờ thì cái thời gian sử dụng đất nó biến động rất là nhiều, cũng có rất là nhiều lý do nó dẫn tới cái việc bây giờ nếu mà đo thực tế ra là nó khác với cả diện tích sổ đỏ. Đồng thời ở cuối chương trình thì như thường lệ thì tôi cũng trả lời, giải đáp một số các cái thắc mắc của các bạn liên quan tới pháp luật nói chung và đặc biệt là liên quan đến nhà đất. Vâng, thì bây giờ bắt đầu đi vào chương trình. Thì đầu tiên là quy định về luật đất đai hiện hành, quy định tại điều 98 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở, thì mà tôi vẫn gọi tắt giống như cái từ trong dân gian đó là sổ đỏ, thì có quy định như sau. Trong này thì có thể gọi tắt với hai cái khái niệm, một là sổ đỏ, hai là giấy chứng nhận, thì các bạn để các bạn nghe cho nó dễ hiểu và nó đỡ dài. Pháp luật quy định như sau: trường hợp có sự chênh lệch giữa diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại điều 100 của luật này hoặc là giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì cấp hoặc là cấp đổi giấy chứng nhận đối với diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần chênh lệch nhiều hơn nếu có. Thì đó là đầy đủ cái quy định pháp luật tại cái khoản 5 điều 98 quy định như vậy. Tôi giải thích để cho các bạn dễ hiểu hơn, tức là gì? Là trong trường hợp này thì được cấp mới hoặc là cấp đổi sổ đỏ cho nó phù hợp với diện tích đất thực tế, và giả sử như có diện tích tăng thêm cũng không phải nộp tiền. Thì cái điều kiện đối với cái trường hợp này là bao gồm cái điều kiện gì? Thứ nhất, điều kiện thứ nhất là cái phần diện tích mà tăng thêm đó là phải có giấy tờ sử dụng đất tại điều 100. Nghĩa là gì? Nghĩa là chưa có sổ đỏ nhưng mà lại có giấy tờ tại điều 100. Hoặc là điều kiện thứ hai là đã có sổ đỏ. Và điều kiện quan trọng chung đó là gì? Đó là phải không thay đổi cái mốc giới, ranh giới. Tức là
tại cái thời điểm này đo đạc lại thì cái ranh giới, mốc giới nó không thay đổi so với cái thời điểm mà đã được cấp sổ đỏ, đúng không ạ? Không thay đổi về ranh giới, mốc giới ở đây được hiểu là như thế nào? Ví dụ chúng ta thấy được là trên thực tế mà nhà đất, nhất là đặc biệt là ở trong gọi là nông thôn hay là ở trong phố, đúng không ạ? Thì cái ranh giới nó thường được xác định bằng gọi là bờ rào hay là tường rào, hoặc là tứ cận, tam cận là có các cái mảnh đất liền kề đấy, và các cái mốc giới này nó không có thay đổi. Ví dụ như một người ở một cái căn nhà, một cái thửa đất mà xung quanh là có ba ông hàng xóm, đúng không ạ? Một ông ở bên trái, một ông bên phải và một ông ở sau lưng. Đó thì đều xây nhà, đều ở ổn định mấy chục năm nay, không có thay đổi gì về ranh giới. Đó, nhưng mà ngày xưa thì cái lúc mà cấp gọi là sổ đỏ, mà cấp giấy chứng nhận thì là đo đạc là đại khái, đặc biệt là chúng ta biết được là ở các cái vùng quê hay nông thôn thì đất đai ngày xưa nó rộng bao la, ranh giới nhiều khi nó là cả cái bờ rào nó rộng cả 1 mét, đúng không? Hoặc là ranh mốc nó chỉ là cây cối, rồi tường, bờ rào. Rồi trong cái quá trình đo đạc thì nhiều khi người ta cũng không có gọi là cần phải chi ly chính xác như bây giờ. Đấy, thì cái mốc giới từ ngày xưa là nó không thay đổi. Tuy nhiên là mình hiểu một cách đơn giản là do ngày xưa đo đạc nó không đúng. Đấy, bây giờ mốc nó vẫn thế, nhưng mà ngày xưa đo nó có 200 mét, còn bây giờ đo thì nó là 300 mét. Thế thì cái trường hợp, đối với cái trường hợp này, nó cộng với cái điều kiện để xác nhận được cái việc là nó không có thay đổi gì mốc giới là phải không có cái tranh chấp với những cái người sử dụng đất liền kề. Đấy, thì đầy đủ các cái điều kiện này thì sẽ được cấp mới đối với cái phần diện tích tăng thêm, hoặc là cấp đổi sổ đỏ cũ, lấy cái sổ đỏ mới cho nó đúng với cái diện tích tăng thêm và đúng với toàn bộ diện tích thực tế khi đo đạc lại. Đó, thì đó là cái trường hợp thứ nhất thuộc cái khoản 5. Trường hợp tiếp theo, đó là một trường hợp khác, là trong trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, và diện tích đất đo đạc trên thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ quyền sử dụng đất, thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định tại điều 99 của luật đất đai. Có nghĩa là gì? Nếu mà vừa thay đổi diện tích và vừa thay đổi mốc giới mà lại có cái diện tích tăng thêm đó, thì chỉ được xem xét cấp nếu nó đủ cái điều kiện theo quy định tại điều 99, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này chúng ta thấy được là nó có khác rồi, đúng không ạ? Có khác, đó là thay đổi cái diện tích nhưng mà lại đồng thời thay đổi mốc giới. Hiểu một cách nôm na ở đây đó là có cái sự mở rộng hoặc là thu hẹp cái mốc giới so với ngày xưa rồi, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này, đặc biệt là trong trường hợp mà nó lại bị tăng lên cái diện tích, ví dụ trước là có 500 mét thôi, nhưng mà bây giờ đo thực tế thì nó là lên tận 800 mét đất. Đấy, và có cái sự thay đổi mốc giới. Thay đổi mốc giới thì đương nhiên là trong tứ cạnh của thửa đất có thể là thay đổi ở một hoặc là nhiều cái cạnh đó, đúng không ạ? Thì dẫn tới là làm cái diện tích tăng thêm. Ví dụ như chúng ta thấy được trên thực tế có nhiều, đặc biệt là nhiều các cái gia đình mà ở đất mà lại ở liền với cả gọi là ao hay ao làng, hay là gần sông, hay là gần đường, hay là gần đất công cộng, hay là các cái trường hợp tương tự như vậy, thì sau một cái quá trình sử dụng đất, mình hiểu nôm na là có cái sự khai hoang hay là gọi là lấn hay là mở rộng ra cái vùng đất xung quanh của cái thửa đất đấy. Như vậy là nó đã thay đổi cái mốc giới. Thì trong trường hợp thay đổi mốc giới này thì có được xem xét cấp thêm cái diện tích tăng thêm đấy không, thì phải căn cứ vào quy định tại điều 99. Quy định tại điều 99 ở đây nói một cách dễ hiểu thì đó là nó rơi vào hai cái trường hợp. Một là trường hợp là cái phần tăng thêm đấy nó có giấy tờ tại một điều 100. Đấy.
Trường hợp thứ hai là trường hợp cái diện tích tăng thêm đấy nó không có giấy tờ tại điều 100 đấy, nhưng mà nó đủ các cái điều kiện khác, ví dụ như là về thời điểm sử dụng trước mùng 1 tháng 7 năm 2014, rồi không vi phạm pháp luật đất đai, không có tranh chấp, thì nó đảm bảo các cái điều kiện đấy thì cũng vẫn được cấp cho đối với cái diện tích tăng thêm. Vâng. Chào bạn Nguyễn Diên, gương mặt thân quen. Chào Phạm Thị Thúy Nga. Vâng, các bạn nghe rõ không ạ? Bạn nào thấy nghe rõ và thấy hay, thấy hiểu thì vui lòng để lại bình luận. Vâng, tiếp theo thì tôi đi vào cái trường hợp cụ thể, đó là được hướng dẫn theo cái nghị định 17, nghị định 01 năm 2017 tại điều 24 về cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất, thì có quy định như sau. Thực hiện thủ tục thứ nhất, đó là thực hiện thủ tục chuyển nhượng thừa kế tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại điều 79 khoản 2 điều 82 và thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho cái thửa đất gốc, tức là thửa đất chưa có diện tích tăng thêm theo quy định tại điều 76 nghị định này, nếu thửa đất gốc đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và không được yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thừa. Đấy, thì đấy là quy định pháp luật. Còn về giải thích để cho nó dễ hiểu, đúng không ạ? Thì có nghĩa là gì? Đó là cái trường hợp này là diện tích tăng thêm nó do nhận chuyển nhượng hoặc là nhận thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất. Đó, thì trên thực tế thì chúng ta thấy được ví dụ như đất đai ở nông thôn ngày xưa thì anh em hoặc là gọi là cha mẹ con thì thường là ở quây quần trong cùng một cái khu vực mảnh đất lớn, đúng không ạ? Thì trong cái quá trình biến động đấy có thể có cái sự là tặng cho lại hoặc là để lại thừa kế của bố mẹ cho con. Ví dụ như là trước đây thì gọi là hiểu một cách nôm na là anh một cái sổ đỏ, em một cái sổ đỏ. Đấy, nhưng mà sau đó thì em đã tặng cho anh nhưng mà không có làm thực hiện các cái thủ tục. Đấy, sau đấy thì người anh lại mở rộng cái ranh giới diện tích sử dụng hết cả cái diện tích đất của em, thì trong trường hợp này thì sẽ được cấp đổi sổ mà không phải làm thủ tục hưởng gọi là gộp thửa. Đấy, không phải làm cái thủ tục gọi là hợp thửa đất, thì nói nôm na là như cái ví dụ tôi vừa đưa ra ví dụ cho các bạn, thì trong trường hợp này là thực hiện đổi sổ. Đấy, đổi cái khu đất đấy là đang là hai cuốn sổ, đúng không ạ? Một cuốn sổ của đất của người anh, một cuốn sổ của đất của người em, nhưng mà người em thì đã thực hiện cái thủ tục chuyển nhượng đất cho anh rồi, thì bây giờ nộp kèm cái hồ sơ hai cái sổ đỏ cùng cái hợp đồng chuyển nhượng công chứng đó thì sẽ thực hiện cái thủ tục cấp đổi sổ thành một sổ mới cho người anh thôi. Thì đó là về cái diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng thừa kế hoặc là tặng cho đối với đất mà đã có giấy chứng nhận thì quy định như vậy. Trường hợp thứ hai đó là thực hiện thủ tục chuyển nhượng thừa kế tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại điều 79 khoản 2 điều 82 và thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho thửa đất gốc quy định tại điều 70 nghị định này, nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 luật đất đai. Thì giải thích cái trường hợp này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cũng là cái mở rộng cái diện tích do nhận thừa kế hoặc là tặng cho đối với cái chuyển nhượng cái diện tích tăng thêm, nhưng mà cái diện tích tăng thêm đấy nó chưa có sổ đỏ,
đấy, chưa có sổ đỏ nhưng mà nó lại có các cái giấy tờ tại cái điều 100 của luật đất đai, tức là dù chưa có sổ đỏ nhưng mà nó lại đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Đó. Ví dụ như có những cái giấy tờ bằng khoán trước đây từ thời pháp thuộc đối với vấn đề diện tích thăng thêm đấy, sau đó thì cái phần đó thì lại được là thừa kế của bố mẹ để lại cho con đối với cái diện tích là đã có gọi là bằng khoán điền thổ từ thời pháp. Đó thì như vậy thì trong trường hợp này người con sẽ được cấp mới cái diện tích tăng thêm đó. Đó, tức là cấp sổ đỏ lần đầu, đúng không ạ? Vì cái diện tích tăng thêm đấy nó chưa có sổ đỏ nhưng mà nó lại đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ, cho nên là nó được cấp cái sổ đỏ lần đầu cho cái diện tích tăng thêm đó. Đó thì đấy là tôi giải thích một cách nó dễ hiểu nhất theo quy định của pháp luật. Rồi tiếp theo đó là khoản 2, điều 24A thì có quy định như sau. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất tại điều 100 thì được thực hiện như sau. Thực hiện thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích tăng thêm và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho toàn bộ diện tích thửa đất gốc có giấy tờ quyền sử dụng đất theo điều 100. Khoản 3 thì quy định trường hợp diện tích đất tăng thêm có giấy tờ quyền sử dụng đất theo điều 100 thì quy định như sau. Tức là đối với trường hợp tại cái khoản 1, khoản 2 tôi vừa trình bày thì là cái diện tích gọi là nó tăng thêm, nó có giấy tờ, có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Còn đối với cái trường hợp 3 này thì diện tích tăng thêm là không có giấy tờ quy định về quyền sử dụng đất tại điều 100 luật đất đai. Đấy. Thì hiểu một cách nôm na là không có những cái giấy tờ gọi là để mà đủ điều kiện được cấp sổ đỏ đấy. Ví dụ như là đất gọi là khai hoang hay là mở rộng hay là gọi là dễ hiểu là mở rộng danh lấn sang đất của ví dụ như là đất chung như là đất ao rồi đất gọi là đất công cộng hay là đất mà chưa có người sử dụng, chưa có giao cho ai đấy, thì đấy là cái trường hợp nó thuộc về cái trường hợp này. Thì đối với cái trường hợp này thì nó phải bao gồm các cái điều kiện như sau thì mới được xem xét. Thứ nhất đó là điều kiện về người sử dụng đất không vi phạm pháp luật đất đai thì được xử lý và cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng thêm theo quy định tại điều 20 của nghị định này. Có nghĩa là một trong những điều kiện đó là phải không vi phạm quy định pháp luật đất đai. Trường hợp thứ hai đó là diện tích tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì được xử lý, xem xét và cấp giấy chứng nhận theo điều 22. Trường hợp 3 đó là diện tích tăng thêm do người sử dụng được giao đất trái thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì cũng được xem xét cấp sổ theo điều 23. Thủ tục cấp giấy chứng nhận diện tích tăng thêm theo quy định tại điều 70 và cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo điều 76. Đó, thì nói một cách tóm lại, trong những cái trường hợp mà cái diện tích tăng thêm này là không có giấy tờ đấy, không có giấy tờ gì đấy, nhưng mà phải đáp ứng được các cái điều kiện. Thứ nhất đó là đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, đấy là điều kiện chung. Thứ nhất là phải đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Thứ hai là không có tranh chấp, đúng không ạ? Đấy. Và đối với các cái điều kiện cụ thể hơn đó là gì? Đó là có thể là cái phần diện tích này nó thuộc về đất là giao trái thẩm quyền, nhưng mà cũng phải là trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Giao trái đất trái thẩm quyền thì nếu mà đúng luật, đúng thẩm quyền thì chỉ có Ủy ban Nhân dân cấp huyện thì mới được giao đất cho hộ gia đình cá nhân.
Còn Ủy ban Nhân dân tỉnh thì mới có thẩm quyền để giao đất cho các cái tổ chức. Tuy nhiên trên thực tế thì thời gian vừa qua rất là nhiều cái địa phương là xã bán đất, thậm chí là thôn bán đất hoặc là xã giao đất, thôn giao đất. Đấy thì đấy là những cái trường hợp là giao đất sai thẩm quyền, hoặc là thậm chí là cơ quan nhà nước cũng giao đất cho cán bộ, hoặc là doanh nghiệp nhà nước giao đất cho cán bộ công nhân viên. Đấy thì tất cả những trường hợp đấy nó cũng thuộc về giao đất trái thẩm quyền. Thì trong trường hợp mà các cái diện tích giao đất trái thẩm quyền đấy, diện tích tăng thêm do giao đất trái thẩm quyền đấy mà sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 và không có tranh chấp, không sử dụng ổn định, không có tranh chấp phù hợp với cái quy hoạch hiện tại thì cũng được gọi là công nhận theo cái hình thức là cấp mới cho cái phần diện tích đấy một cái sổ mới, hoặc là cấp đổi cái sổ đỏ cũ mà ghi nhận bổ sung thêm cái diện tích tăng thêm đó. Rồi, còn cái trường hợp là diện tích tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì cũng xem xét. Ở đây mà vi phạm pháp luật đất đai có nghĩa là gì? Ví dụ như là lấn chiếm, đúng không? Lấn chiếm sang đất là công cộng, ví dụ như là đất ao chuông, ao hồ, hoặc là đất công viên, hay là đất làng, đất thôn, những cái nó thuộc về cái đất mà gọi là chưa giao cho ai nhưng mà nó là đất gọi là của nhà nước theo cái nghĩa là đất công, đúng không ạ? Đấy thì trong cái trường hợp này cũng được xem xét cấp nếu trong trường hợp là sử dụng ổn định từ trước mùng 1 tháng 7 năm 2014 và cũng không có tranh chấp, không có vi phạm về quy hoạch, không vi phạm về lộ giới thì cũng được xem xét. Còn đương nhiên là lấn chiếm, nhưng mà lại lấn chiếm vào ví dụ như là hành lang an toàn giao thông hay là vào cái chỉ giới của mở đường, đúng không? Phần đất mà dự kiến sẽ mở đường thì tất nhiên là những cái phần tăng thêm đấy sẽ không được cấp. Do vậy là vi phạm pháp luật về đất đai, lấn chiếm đất nhưng mà phải là gọi là không có tranh chấp, tức là không lấn chiếm mà cái phần đất mà đã cấp sổ cho người khác, đúng không ạ? Và cũng không gọi là vi phạm, không gọi phù hợp với quy hoạch, đúng không ạ? Phù hợp với quy hoạch đấy, thì sử dụng ổn định lâu dài. Và đương nhiên rồi, tất cả các trường hợp này thì nó đều có điều kiện chung, đó là gọi là được xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã phường về cái thời điểm sử dụng đất cũng như là không có tranh chấp. Thì đấy là tôi giải thích chi tiết hơn một số các cái trường hợp để cho các bạn thấy nó dễ hiểu hơn. Thế còn thì tôi trích dẫn nguyên văn quy định của pháp luật là cũng vẫn khó hiểu, đúng không ạ? Rồi, phần này các bạn thấy thế nào? Có hiểu không? Có hay không? Bạn nào thấy hiểu, thấy hay thì vui lòng để lại bình luận. Vâng, chào bạn Lê Trọng Lực. Chào Tiểu Long Nữ, muốn đặt hai cuốn sách Quản trị rủi ro pháp lý và thừa kế. Thì đây là cuốn Quản trị rủi ro pháp lý. Cuốn này thì là cuốn sách mà dành cho các doanh nhân, các nhà đầu tư kinh doanh, các người quản lý doanh nghiệp. Thì mua sách thì sách được bán ở trên nhà sách Tiki online, cho nên là các bạn chỉ cần vào cái đường link ở phần mô tả video hoặc là phần bình luận đầu tiên thì có cái đường link, thì các bạn vào đấy các bạn xem, các bạn đăng ký và nhà sách Tiki sẽ chuyển tới tận nơi cho các bạn. Nói chung là Tiki sẽ chuyển khắp các nơi ở trên cả nước, bất kể ở đâu thì. Vâng, còn cuốn sách này là cuốn sách Thừa kế tài sản nhà đất, cách chia di sản, thấu tình đạt lý. Nếu mà bạn nào quan tâm tới gọi là thừa kế nhà đất từ lập di chúc cho đến là cách phân chia, nên là giải quyết tranh chấp, nói chung là từ A đến Z, thì các bạn đăng ký ở trong cái đường link, đăng ký sách ở trong đường link ở phần mô tả video hoặc là phần
bình luận đầu tiên ha. Rồi, thì cũng có rất nhiều các câu hỏi ở đây rồi. Các bạn nào mà có nhu cầu hỏi thì bạn cứ đặt câu hỏi. Sau đó thì tôi sẽ chia sẻ tiếp về phần cái thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận hay là cấp đổi cái sổ đỏ của cái chương trình này. Sau đó tôi sẽ trả lời. Vâng, cảm ơn bạn Nguyễn Diên nói là hay và dễ hiểu. Rồi chào Nguyễn Giang. Rồi cảm ơn Nguyễn Giang đã có cái lời chúc tốt đẹp. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nhé. Thì vừa phần ở trên thì tôi đã chia sẻ với các bạn là về thứ nhất đó là về các trường hợp, các tình huống mà nó thay đổi diện tích so với trong sổ đỏ. Đấy. Thì nó có hai cái trường hợp lớn cơ bản. Thứ nhất là thay đổi diện tích mà lại nhưng mà không thay đổi mốc giới. Đấy, thì đối với trường hợp này thì cơ bản là rất là thuận lợi để mà làm cấp đổi cái sổ đỏ. Đó. Và trong trường hợp này thì kể cả có diện tích tăng thêm thì cấp đổi sổ đỏ cũng không phải nộp tiền. Tuy nhiên là cái trường hợp thứ hai nó phức tạp hơn. Đó là trường hợp vừa gọi là thay đổi diện tích, tức là tăng diện tích lên và vừa là thay đổi cái mốc giới của mốc giới sử dụng đất. Mốc giới hiểu một cách nôm na là ranh giới trên thực địa, đúng không ạ? Đấy, thì trong trường hợp này nó phức tạp hơn. Thế thì nhưng tôi đã chia sẻ rất chi tiết các trường hợp rồi. Thì bây giờ chúng ta đi vào các trường hợp khi mà bạn thấy mình gọi là đủ các cái điều kiện đấy thì mình sẽ phải thực hiện cái thủ tục cấp mới hoặc là cấp đổi sổ đỏ. Nhưng mà ở đây thì tôi giới thiệu với các bạn là cái trường hợp cấp đổi sổ đỏ để mà bổ sung cập nhật đối với cái diện tích tăng thêm trong trường hợp là diện tích thực tế tăng thêm lớn hơn so với diện tích ở trong sổ đỏ. Thì quy định cụ thể ở Nghị định 43 năm 2014 ở điều 476 thì có quy định là cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Thì đấy là ngôn ngữ pháp luật, còn gọi chung thì cứ nói là sổ đỏ cho nó dễ hiểu, đúng không ạ? Việc cấp đổi sổ đỏ thì được thực hiện trong các cái trường hợp sau đây. Thứ nhất là do dồn điền đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất. Đấy. Thì đấy chính là cái căn cứ để cho phép cấp đổi sổ đỏ. Cấp đổi sổ đỏ đó là căn cứ là khi mà đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất mà nó có biến động, nó có thay đổi thì được phép là xin cấp đổi sổ đỏ. Người sử dụng đất thì nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận, gồm có đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu số 10 và bản gốc giấy chứng nhận đã cấp và bản đo vẽ sơ đồ thửa đất. Như vậy là hồ sơ thì bao gồm ba cái gọi là gạch đầu dòng, đúng không ạ? Cái đầu tiên là phải có đơn đề nghị cấp đổi thì nó có mẫu số 10. Thứ hai đó là phải có cái bản gốc, gọi là sổ đỏ bản gốc, đúng không ạ? Và thứ ba đó là phải có cái bản đo vẽ lại. Thế thì có ba, đáp ứng ba cái đầu hồ sơ đó thì là nộp hồ sơ. Thì nộp hồ sơ thông thường như bây giờ là nộp hồ sơ ở văn phòng đăng ký đất đai của Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc là hành chính một cửa, bộ phận hành chính một cửa của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Nói chung, còn một số những cái địa phương vùng sâu vùng xa thì có thể là nộp ở Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thì đấy là về cách thức. Còn đi vào hồ sơ thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn chi tiết luôn cái cách để mà tải cái mẫu đơn. Là cụ thể ở đây là cái mẫu số 10 như sau. Đấy, tôi giới thiệu cho các bạn là từ A đến Z luôn. Trường hợp các bạn nào mà gặp phải trường hợp này thì cứ làm chịu khó xem cho nó kỹ càng 1-2 lượt, sau đó làm theo hướng dẫn là chúng ta tự làm được cái việc cấp đổi sổ đỏ.
Rồi thì ở đây có một số các bạn thì xem ở trên YouTube thì dễ rồi. Còn một số các bạn thì đang xem ở trên Facebook thì các bạn vào kênh YouTube. Đây các bạn vào kênh YouTube này. Rồi các bạn tìm kiếm luật sư Đỗ Đăng Khoa. Thì ở có kênh YouTube luật sư Đỗ Đăng Khoa đây. Rồi vào kênh YouTube luật sư Đỗ Đăng Khoa thì các bạn vào cái sự kiện phát trực tiếp. Đấy, sự kiện phát trực tiếp thì đây là có rất nhiều các cái sự kiện đã phát trực tiếp về chủ đề đất đai nói chung, từ cấp sổ đỏ mới cho đến là quy hoạch hoặc là lên đất thổ cư. Đó. Rồi bồi thường, thu hồi, giải phóng mặt bằng. Các bạn muốn xem cái nào thì các bạn bấm vào, có nhu cầu xem tìm hiểu cái video nào thì các bạn xem. Còn hôm nay thì chúng ta đang kênh là so với sự sổ đỏ đấy. Đó thì ở phần mô tả video dưới cái tiêu đề thì nó thêm, thì các bạn bấm vào nó sẽ show ra cái đường link là xử lý đất sai lệch so với sổ đỏ này, cái đường link của trang website luật sư bất động sản này, thì các bạn bấm vào đúng không? Đấy, các bạn bấm vào. Đấy, bấm vào thì nó dẫn tới cái bài viết ở trang trang website luật sư bất động sản đây về cách xử lý diện tích đất thực tế chênh lệch so với sổ đỏ. Thì ở đây tôi đã gọi là trích dẫn toàn bộ những cái quy định pháp luật đất đai hiện hành của luật đất đai cũng như các cái nghị định hướng dẫn có gạch chân, có gọi là nốt lại để cho các bạn đọc, các bạn dễ hiểu. Toàn bộ những cái gì tôi nói tôi cũng đều dựa trên cái quy định này để tôi nói với các bạn. Do vậy là thay vì các bạn phải ghi chép thì các bạn vào đây các bạn xem lại là chính xác nhất. Đó. Thì đó là về phần quy định. Còn ở phần dưới đây, phần dưới bài viết thì có về người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận gồm có đây. Thì đầu tiên đó là đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo mẫu số 10. Đó, thì vào link để tải mẫu thì bấm vào đây. Đó, bấm vào đường link này thì nó ra cái mẫu đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy mẫu chưa ạ? Đó. Đấy, mẫu đúng không? Đây, mẫu đây, mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Đó, thì ở đây có tất cả các cái mục và có sẵn rồi và gọi là các bạn chỉ cần đọc hiểu và điền vào chỗ trống thôi, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Phần nào mà của xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã phường thì đấy là cái phần chúng ta không có điền, sau này xã phường họ điền ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai thì sau này phòng tài nguyên môi trường cơ quan quản lý người ta sẽ điền, bạn không có điền. Đó. Đấy. Thì còn lại thì các cái phần khác mà thuộc về của người người làm hồ sơ, người đề nghị chủ đất thì là điền đúng không ạ? Thì các bạn nên tải cái mẫu này về, tải xuống rồi in ra qua hàng ô photo copy hoặc là có máy in máy tính thì in ra tải xuống đọc kỹ và sẽ điền cái mẫu đúng không ạ? Đấy thì về cơ bản thì hồ sơ thì nó có vậy thôi. Thì đã có mẫu sẵn ở đây rồi đúng không ạ? Như vậy là hướng dẫn các bạn chi tiết rồi đúng không ạ? Đấy, thứ nhất là xem cái video cho nó thật là kỹ để hiểu. Đấy, sau đó thì vào cái đường link của cái bài viết để chúng ta kiểm tra lại, chúng ta mang hồ sơ ra chúng ta đối chiếu và chúng ta kiểm tra lại xem cái trường hợp của chúng ta thì nó thuộc cái trường hợp nào. Đấy, cách thức làm ra làm sao thì có hết rồi và tải cái mẫu đơn đề nghị về. Đấy. Điền mẫu đơn rồi nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai. Về thời hạn thì đối với trường hợp cấp đổi sổ thì thông thường chỉ từ 10 ngày cho đến 20 ngày làm việc là có sổ đỏ rồi. Đó thì đấy là toàn bộ cái quy trình mà gọi là hay nói cách khác là toàn bộ cái
cách thức để mà xử lý trong trường hợp mà diện tích đất thực tế nó sai lệch với cả sổ đỏ. Thì đó là cái phần nội dung chính của cái chương trình mà tôi chủ động chia sẻ cho các bạn. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube Luật sư Đỗ Đăng Khoa thì các bạn vui lòng đăng ký để tiện theo dõi. Tôi sẽ thông báo các cái chương trình live lần sau cho các bạn để các bạn tiện theo dõi. Đặc biệt là những các bạn mà đang xem ở trên Facebook. Còn bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang cái phần thứ hai, đó là cái phần trả lời các cái câu hỏi cho các bạn. Thì các bạn nào có câu hỏi thì vui lòng đặt câu hỏi. Bạn nào đã có câu hỏi rồi thì chuẩn bị lắng nghe, tôi sẽ trả lời lần lượt từ những câu hỏi đầu tiên. Bạn Hoàng Chính hỏi là khi mua một phần đất trồng cây lâu năm muốn tách sổ đỏ nhưng không đủ điều kiện vì diện tích không đủ để tách thửa, thì vậy thì làm sao ạ? Vâng. Bạn Hoàng Chính hỏi toàn những câu hỏi khó không? Khi mà đã không đủ điều kiện để tách thửa rồi thì làm sao mà tách được? Pháp luật đã quy định về đủ điều kiện về diện tích thì mới được tách thửa. Thì trong trường hợp mình mua mà mình không thể tách thửa được thì một là muốn mua thì mua hết thôi, đúng không? Hai là nếu mà không có thì không mua nổi hết, ví dụ nó nhiều tiền quá thì có thể là mua giống như kiểu chung nhau mua, nhiều người cùng mua, nhiều người cùng đứng tên. Hiểu một cách nôm na là như thế, đúng không ạ? Ví dụ hiểu một cách nôm na là bây giờ giả sử như là mua một cái thửa đất nó có 50 mét vuông thôi hay là có 100 mét vuông là trồng cây lâu năm này mà diện tích nó không đủ thì bạn mua theo kiểu là bạn cùng đứng tên với cả ông chủ, ví dụ ông ấy có 500 mét vuông đất đấy mà mình mua chỉ có 100 mét đấy, thì làm cái hợp đồng mua bán một phần thửa đất nhưng mà mua không tách thửa, sau đấy thì gọi là mình cùng đứng tên với ông chủ. Tuy nhiên thì trong trường hợp này thì cũng khó, có một số những người ta chấp nhận, chủ đất người ta chấp nhận cho cùng đứng tên vì mình mua một phần mà không tách thửa. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp người ta không đồng ý đấy, thì đấy là cái điều kiện mà gọi là cái hình thức mà gọi là hợp pháp nhất. Đấy, còn trên thực tế thì có rất là nhiều người thì đành chấp nhận rủi ro, giống như kiểu hiểu nôm na là mua giấy tay thôi. Đấy, thì tuy nhiên là mua giấy tay thì nó thuận lợi, mua bao nhiêu trả tiền thì sử dụng bấy nhiêu, nhưng mà về mặt pháp luật thì nó không gọi là nó không hợp pháp, giấy tay thì nó không hợp pháp, thì ở góc độ người mua thì có nhiều những cái rủi ro, những cái bất lợi, đúng không ạ? Còn ở trên thực tế thì cũng có nhiều người ta chấp nhận cái rủi ro này, tại vì sau khi mua thì người ta thực tế người ta quản lý sử dụng, cho nên là người ta cũng không có sợ. Nhưng mà nếu mà bán hoặc là cầm cố thế chấp hoặc là thừa kế thì đương nhiên mua giấy tay thì nó không đảm bảo về tính pháp lý để mà mình chuyển giao lại cho những người khác. Rồi, bạn Hoàng Chính đã thỏa mãn với câu trả lời chưa? Bạn Đoan hỏi là cho em hỏi, mua một miếng đất ở Lâm Hà, Lâm Đồng gồm 3 sổ 5.600 mét, nhưng bây giờ toàn huyện Lâm Hà đo lại toàn bộ diện tích đất thì chỉ có 4.600 mét, thì phải làm sao? 5.600 mét bây giờ chỉ còn 4.600 mét. Có nghĩa là trường hợp của bạn là bị mất đất, đúng không? Đo lại thì là mất đất. Thì trong trường hợp này phải xác định xem là đo lại mất đất hay là lý do gì. Đấy. Lý do là ví dụ như là sổ đỏ theo tọa độ, theo mốc giới, theo sơ đồ thửa mà nó đúng nhưng mà bị thằng hàng xóm nó lấn chiếm. Đấy, thì phải đòi lại thôi. Đấy.
đúng không ạ? Thì nếu mà gọi là bị đo lại mất đất này thì có mấy cái trường hợp thôi. Thứ nhất là ngày xưa đo sai, tức là ranh giới thì nó không thay đổi, nó vẫn chuẩn, không trên thực địa ranh giới từ khi cấp sổ đến nay nó vẫn không thay đổi, nhưng mà đo lại thì lại hóa ra thiếu là do ông ấy đo sai. Thì trong trường hợp này thì phải chấp nhận là điều chỉnh lại, cấp đổi sổ đỏ cho nó đúng với diện tích thực tế. Đấy, còn trong trường hợp thứ hai đó là đo lại thiếu là do ranh giới đã bị thay đổi. Có nghĩa là gì? Nếu mà tại cái tính theo cái sổ đỏ thì cái ranh giới đó mốc giới theo tọa độ theo sơ đồ thửa thì đã bị là thu hẹp lại, có thể là do mở đường hay là do thằng hàng xóm nó lấn chiếm. Thì trong trường hợp đấy thì mình phải kiểm tra, nếu mà có sổ rồi mà bị hàng xóm nó lấn chiếm 1.000 mét thì phải đòi lại, đúng không? Đấy, phải làm đơn yêu cầu. Rồi thậm chí nếu mà đòi xã hòa giải không được thì phải kiện tụng ra tòa để đòi lại 1.000 mét. Còn trong trường hợp thứ ba cũng có thể là do cái việc là trước đây cấp sổ là do bị gọi là đo đạc nó bị nhầm, ví dụ trùng trồng danh trồng thửa gì đấy. Thì tóm lại là các bạn phải xác định rõ nguyên nhân nhé. Thì tôi tư vấn định hướng như thế thì bạn thấy tìm hiểu nguyên nhân, sau đấy thì mới có cái giải pháp khắc phục. Đấy, thì nguyên tắc khi mà chúng ta gặp vấn đề thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân, lý do tại sao nó dẫn đến cái trường hợp mất 1.000 mét này, đúng không? Đấy, có sổ đỏ rồi mà lại bị mất đất, trên thực tế cũng nhiều trường hợp éo le ha. Nguyễn Thất thì hỏi là anh cho em hỏi, em có mảnh đất là 92 m² nhưng mà trong bản đồ nhà nước nó vẽ của em thành 120 m², chỗ chênh tăng thêm nó không vào sổ đỏ của cái ao ở sau đất. Vậy em mua của chủ có ao nhưng không có vào sổ nhà, không có vào sổ nhà ai, liệu em có được công nhận không anh? Có mảnh đất 92 m² nhưng mà trong bản đồ đo vẽ của em thì thành 120 m, chỗ chênh lệch tăng thêm thì nó không vào sổ đỏ của ai à? Vậy em mua của chủ có ao. Bạn viết hơi khó hiểu không ạ? Thì tôi đoán ý bạn là nếu mà bạn trước đây bạn mua là 92 m nhưng mà thực tế là bây giờ đo lại thì nó lên thành 120 m, đúng không? Tức là tăng lên là 28 m. Thì bạn nghe lại từ đầu xem cái trường hợp diện tích tăng thêm của bạn nó rơi vào trường hợp nào. Đấy, nếu mà nó rơi vào cái trường hợp là có được nhận thì bạn phải mang phải xem lại cái phần đầu nhá. Bạn biết nó không có rõ, hỏi không có rõ lắm, nhưng mà cái phần đầu tôi đã trình bày rồi. Đối với phần diện tích tăng thêm thì nó phải có cái nguồn gốc, nó thuộc cái trường hợp nào thì sẽ được cấp và trường hợp nào thì được xem xét cấp đó. Ví dụ như về thời điểm thì cái thời điểm nó tăng thêm đấy là từ thời điểm nào? Theo luật hiện nay thì là chỉ có chấp nhận cho cái diện tích tăng thêm mà đã sử dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2014 thôi, trước từ mùng 1 tháng 7 năm 2014 trở về trước. Vâng. Bạn Tô Thị Sông Thương. Bạn hỏi là sao biết lịch livestream của luật sư, thì đơn giản lắm, bạn đăng ký kênh YouTube luật sư Đỗ Đăng Khoa thì khi tôi live thì sẽ thông báo trước một ngày. Kim Phạm hỏi là tôi có mảnh đất vườn ươm do ông bà nội để lại trước ngày
Trước năm 1994 chưa làm sổ đỏ, nay tôi xin làm sổ đỏ và xin lên thổ cư khoảng 300 mét vuông, mảnh đất đó có khoảng hơn 1.000 mét có được không? Đất vườn ươm do ông nội để lại trước năm 1994 chưa làm sổ đỏ và xin lên đất thổ cư khoảng 300 mét vuông. Tổng diện tích thì có hơn 1.000. Bạn Kim Phạm nói về mặt định hướng, về mặt nguyên tắc thì đất mà ông nội để lại trước năm 1994 thì nó đã đủ cái điều kiện về thời điểm sử dụng đất. Đó là để mà được xin được cấp sổ đỏ, đáp ứng được cái điều kiện đó. Tuy nhiên thì bạn nên xem ở đây bạn có hai cái nhu cầu, một là nhu cầu làm sổ đỏ, hai là nhu cầu lên đất thổ cư. Thế thì đầu tiên thì đất mà chưa có sổ đỏ thì bước một là phải làm gọi là xin cấp sổ đỏ đã. Bước một là xin cấp sổ đỏ. Đấy, cho cái đất có cái nguồn gốc, ở đây ông bà nội để lại là đất vườn. Đấy, thì mình phải xin cấp sổ đỏ cho cái đất vườn này trước. Rồi bước thứ hai, nếu trong trường hợp là có cái sự thay đổi quy hoạch, là cái đất này đã có được đổi quy hoạch thành đất ở và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, thì lúc đấy mới chuyển đổi được từ đất vườn sang là đất ở. Đó, thì có hai bước như vậy thì bạn cần. Thì đối với cả chi tiết thì bạn vào cái danh sách sự kiện pháp trực tiếp, danh sách pháp trực tiếp ở trong kênh YouTube luật sư Đỗ Đăng Khoa ấy. Thì bạn xem hai cái video, một cái video về cái thủ tục cấp sổ đỏ mới nhất thì có đầy đủ từ A đến Z để bạn có thể tự thực hiện được cái việc làm sổ đỏ. Còn sau khi có sổ đỏ rồi muốn lên thổ cư thì xem cái video về cách lên đất thổ cư nhé. Vâng, chào Trần Thục. Nguyễn Trà hỏi là cho tôi hỏi thổ lấn điền đất thổ, tôi bị sạt lở thành đất ruộng, tôi có thể sử dụng đúng diện tích của tôi không? Sạt lở thì ở đây đất sạt lở thì nếu mà ở đây bạn Nguyễn Trà này hỏi tôi hiểu là đất kiểu như là đất ở của bạn mà là đất thổ cư mà lại ở gần ví dụ ao hay là hồ gì đấy mà nó bị lở, đúng không ạ? Nó bị lở, bị mất đất. Bị lở, bị mất đất thì về nguyên tắc thì mình có quyền mình lấy lại cái phần diện tích mình đã bị sạt lở. Thì người sử dụng đất thì có quyền được sử dụng đất theo đúng cái diện tích, đúng cái vị trí. Cho nên nếu trong trường hợp mình gần ao, chuôm, hồ gì đấy mà bị lở thì mình kè lại cho nó đúng cái phần mình đã bị lở, rồi mình đánh bùn sang ao mình lại phải lấy lại thôi, đúng không? Đấy. Thì về nguyên tắc thì theo luật thì mình được quyền sử dụng đúng diện tích. Nó bị thiếu, bị lở thì mình được gia cố, mình làm lại, đắp lại. Giáp Sinh có hỏi là tôi sai diện tích xoay thửa phải làm thế nào? Câu hỏi của bạn khó hiểu thế. Tôi sai diện tích xử cho lừa số xoay thửa phải làm thế nào? Nếu mà bạn vào sau thì bạn xem lại từ đầu cái chương trình. Đối với việc chủ đề từ đầu tôi giới thiệu khoảng 40 phút là về việc xử lý về sai diện tích sổ đỏ. Còn câu hỏi của bạn đọc không hiểu. Nguyễn Quốc Anh hỏi là giải tỏa có thời hạn không? Nhà em có giấy giải tỏa năm 2005 cho đến nay là 2024. Vậy luật sư cho biết bao nhiêu năm mới hết giải tỏa?
khu dân cư Hùng Vương A2 Phan Thiết. Giấy giải tỏa thì chắc là trường hợp này của bạn thì tôi cũng không rõ là cái nội dung của cái giấy giải tỏa là như thế nào. Luật đất đai thì có quy định về từ khi có luật là quy định là có thu hồi đất, thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng. Nếu có thì phải có quyết định thu hồi đất, rồi phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc là thông báo thu hồi đất. Đấy. Còn cái khái niệm giải tỏa của bạn thì tôi cũng chưa, không biết là nó là như thế nào. Đấy. Cho nên là nếu mà trong trường hợp mà liên quan tới bị thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của luật đất đai thì các bạn phải liên hệ, các bạn phải gửi hồ sơ thì mới tư vấn chi tiết được. Còn trong các trường hợp bạn sử dụng ngôn từ nhiều khi tôi cũng không biết được nó chính xác như thế nào. Bạn là Nguyễn Diên thì hỏi là vợ chồng em có lô đất thổ cư Ủy ban Nhân dân huyện cấp sổ đỏ, khi nhận được sổ em cất đi, thời gian gần đây em lấy ra là hộ ông nhưng mà tên là của em, nhưng mà theo sổ hộ khẩu thì sao? Theo sổ hộ khẩu là tên của bố mẹ em, vì lúc đó em ở riêng nhưng mà chưa tách sổ hộ khẩu năm 2023. Vậy huyện cấp sổ đỏ mang tên vợ chồng em, vậy nay ra yêu cầu huyện cấp lại sổ đỏ được không? Được bạn, thì của bạn là cũng là thuộc cái trường hợp cấp đổi sổ đỏ đó. Thì cái thủ tục cấp đổi sổ đỏ thì nó sẽ bao gồm một cái đơn yêu cầu cấp đổi sổ đỏ. Các bạn vào cái link mà ở phần mô tả video, bạn tải cái mẫu đơn đấy về, bạn điền vào rồi bạn nộp cùng cái sổ đỏ, sổ đỏ bản gốc, bạn đề nghị cấp lại cái sổ đỏ cho nó đúng nhá. Thì cái trường hợp của bạn là cấp đổi được. Nguyễn Tham có hỏi là ông đất ở ông bắc, ông nội, bà nội bị bà dì đi làm sổ đỏ bỏ sót thừa kế và đặt ông bà chiếm dụng đất khoảng 95 mét vuông. Đất thì cột dôi lại được không? Khó hiểu quá bạn Tâm Nguyễn. Ôi giời ơi, các bạn đánh đố tôi. Đất đai đã đau đầu rồi mà hỏi là cũng đầu đau nữa. Hỏi rõ hơn tí đi bạn, các bạn ơi. Linh Diệu hỏi là ở Hà Nội trước đây là Hà Tây trước 2003 có được cấp sổ đỏ 1.000 mét vuông, được tất cả là đất thổ cư, không có đất vườn, có nhà chỉ có 300, còn lại là đất vườn, là tại sao? Không, bạn hỏi chung chung thế này thì khó quá bạn. Bạn Diệu Linh ạ. Nói chung là hồ sơ đất đai rồi xin cấp thì nó mỗi, gọi là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi kiểu. Thế nhiều khi thì cùng một cái khu vực, cùng một đấy, nhưng mà người, mỗi người làm đơn nó đề nghị nó khác nhau thì người ta cũng cấp khác nhau, cho nên là rất là khó. Nên là câu hỏi này thì không trả lời nổi. Bạn nào bạn này chào lượn sư. Rồi, Phương Sunny. Nhà em có mấy hecta đất đồi nhưng mà nhà em có làm nhà ở dưới chân đồi từ năm 1995 nhưng đến năm 2019 làm sổ địa chính đến đo đạc thì họ bảo là có nhà không làm được, thì em phải làm gì ạ? Đến năm 2019 nhà em làm sổ đỏ địa chính đến đo, họ bảo là có nhà thì không làm được, thì em phải làm gì ạ?
Cái này tôi hiểu là đất của bạn là đất đất chân đồi, có thể là đất nôm na là đất nông nghiệp đúng không? Đất rừng sản xuất hoặc là đất trồng cây lâu năm hay hàng năm gì đấy. Nhưng mà bạn đã xây nhà lên đấy cho nên là cấp sổ thì địa chính nói là không cấp. Không cấp là vì là xây nhà trên đất nông nghiệp đúng không? Đấy, thì bây giờ bạn muốn muốn cấp sổ đỏ cho nó an toàn, cho nó chắc chắn, thì nếu mà nhà mà dạng nhà tạm, nhà tiếc gì đấy thì bỏ nhà, sẽ phá bỏ nhà đi cho nó hết vi phạm. Hết vi phạm là xây nhà trên đất nông nghiệp thì họ cấp sổ cho mình thôi đúng không? Một trong hai lựa chọn. Còn nếu mà mình cứ để nhà thế thì nhiều khi cán bộ người ta không dám cấp, bởi vì cấp 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 đấy là cấp cho các cái trường hợp đã sử dụng đất trái mục đích đấy. Thì cái này bạn phải lựa, hoặc là bạn xin cấp bỏ cái phần diện tích nhà ra xem có được không. Còn nói chung ấy thì về mặt khi mà xin cấp sổ đỏ ấy, thì cần phải làm hồ sơ rồi phải nộp theo đúng quy định. Thì còn cái trường hợp của bạn thì địa chính đến đo rồi họ bảo không có nhà không làm được, thì nói chung thì giải thích như bạn thì cũng có thể là đúng đấy, nhưng mà tốt nhất là phải nộp hồ sơ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là nhận hồ sơ và trả lời hồ sơ. Nếu không được phải trả lời bằng văn bản. À, Sinh Giáp thì đang xem ở trên Facebook thì tốt nhất là đăng ký kênh YouTube Luật sư Đỗ Đăng Khoa. Còn sai diện tích rồi sai thửa thì về nguyên tắc thì kể cả là sai thửa thì cũng làm cái thủ tục cấp đổi sổ, thì cơ quan địa chính sẽ xác minh lại cái phần thửa đất, thì nếu mà nó đúng là sai thì sẽ sửa thôi nhé. Còn sai diện tích thì nói từ đầu rồi. Vâng, thì bạn Diên Nguyễn lúc nãy đã tư vấn rồi, thì bạn cứ làm cái thủ tục gọi là cấp đổi sổ đỏ, đính chính lại cái tên thôi. Tên của hai vợ chồng thì bỏ chỗ hộ đi thì nên làm luôn đi, không có sau này nó phức tạp. Trà Nguyễn hỏi thêm là tôi bị sạt lở thành ruộng nhà người hàng xóm thì có thể giành lại được không? Thì về nguyên tắc là đất đã có cấp mà ở trong sổ đỏ của bạn thì bạn có quyền đòi lại chứ. Bởi vì sổ đỏ là cái giấy tờ pháp lý quan trọng nhất mà. Nhà nước đã công nhận ở trong sổ đỏ nó có diện tích, nó có tọa độ, có mốc giới, có ranh giới rồi. Sơ đồ thửa thì bạn đòi, gọi là đàm phán thỏa thuận không được thì nộp đơn ra xã đề nghị giải quyết, xã giải quyết không được nữa thì nộp đơn ra tòa đề nghị tòa giải quyết. Có bạn là cuộc sống ở Cà Mau tên hấp dẫn đấy. Ủy ban huyện, phòng tài nguyên môi trường giải quyết cấp sổ đỏ trả cho nhà em sai vị trí cũ thì có quyền trả lại vị trí cũ được không? Sai vị trí cũ thì cái ý của bạn không hiểu là sao? Thì về nguyên tắc thì sai thì đương nhiên là phải yêu cầu làm lại cho nó đúng thôi. Sai vị trí cũ ở đây hiểu một cách nôm na là có thể là sai cái ranh giới trên thực tế, trên thực địa thì đề nghị đo vẽ lại cho nó đúng cái ranh giới, đúng cái vị trí thực tế, thực địa. Bạn Nguyễn Nam hỏi lại là vẫn là em 92 mét vuông từ năm 2002, nhưng đơn vị đo vẽ từ bao giờ trong bản đồ của địa chính lại đều là 120 mét vuông, thì em có làm được sổ đỏ chỗ tăng thêm không?
Câu hỏi của bạn là tức là ở trong bản đồ thửa đất của bạn là 120 mét vuông thì cái này lại phải làm ngược lại, thì nếu mà đo vẽ ở trong bản đồ thì bây giờ phải gọi là người ta gọi là định vị từ bản đồ ra thực tế, xem là cái vị trí 120 mét vuông từ bản đồ đấy ra thực tế thì nó là cái vị trí nào. Đấy. Nếu mà thực tế ở từ bản đồ ra ra thực tế mà nó đúng như cái phần diện tích bạn đang sử dụng thì bạn bạn làm được sổ đỏ cái chỗ tăng thêm. Còn nếu mà lại do bản đồ nó cũng lại đo vẽ sai, bạn thực tế ranh giới sử dụng bạn chỉ có 92 mét thôi mà ông ấy lại vẽ sang đất nhà hàng xóm chẳng hạn thì chắc là không được, đúng không? Tại vì trên thực tế thì cũng có rất là nhiều chuyện là trồng danh trồng thửa đấy, sơ đồ thửa địa chính vẽ rồi đo thì cũng có thể bị sai lệch trồng sang của người khác, thì về nguyên tắc là vẫn phải lấy cái ranh giới trên thực địa, đúng không? Đất đai thì đầu tiên nó phải là thực địa như thế nào đấy, thực địa mà nó ổn định không có tranh chấp thì phải lấy làm căn cứ để mà chỉnh sửa lại hồ sơ giấy tờ nhé. Bạn bạn Nam Nguyễn, bạn Tú hỏi là sổ đỏ cũ cấp từ năm 2001 bây giờ đi làm thủ tục tách thửa thì bị phòng đăng ký đất yêu cầu phải đổi sổ mới cho tách thửa theo quy định đúng hay sai? Theo quy định của pháp luật thì luật thì không có bắt buộc phải người dân phải đổi sổ đỏ. Tuy nhiên thì trên thực tế thì có thể có những cái sổ đỏ ngày xưa cấp nó bị thiếu thông tin. Ví dụ như là tọa độ XY sơ đồ thửa không có. Thì trong các cái trường hợp này thì phải yêu cầu cấp đổi lại để cho cái thông tin cái sổ đỏ của thửa đất bây giờ nó đúng theo quy định, thì từ đó nó mới có cái căn cứ để nó cho tách thửa. Đấy, thì cái trường hợp của bạn thì tôi tư vấn nguyên tắc như vậy thôi. Thì chứ còn nếu mà sổ đỏ mà cấp đúng cấp đầy đủ các cái thông tin theo quy định của pháp luật rồi thì về nguyên tắc thì văn phòng không được yêu cầu phải đổi sổ. Đấy, nhưng mà trên thực tế các bạn ạ, đất đai nó rất là phức tạp, có nhiều những cái sổ đỏ ngày xưa cấp rồi nhưng mà nó cấp thiếu thông tin không đúng đúng đủ theo quy định pháp luật cho nên bây giờ phải đổi. Rồi, có thêm bạn Gia Ngân hỏi về sách thì phần trên tôi đã giới thiệu rồi. Các bạn vào cái đường link đăng ký sách ở phần mô tả video, bạn thích đăng ký cuốn sách nào thì có ở trong đấy ha. Bấm vào chữ xem thêm. Ở phần mô tả video thì nó có. Nguyễn Long thì hỏi là trong bản đồ em xem là ba ba nhà mặt tiền bằng nhau mà họ lấy làm đường mà chỉ có hai nhà được bồi thường là sao? Trong khi sổ nhà em ra tận mép đường. Trong bản đồ em xem ba nhà mặt tiền bằng nhau mà họ lấy làm đường mà chỉ có hai nhà được bồi thường là sao? Trong khi đó sổ nhà em ra tận mép đường, bạn hỏi cũng không rõ lắm. Ý bạn là có ba nhà mặt tiền đường như nhau mà nhà bạn thì là không được bồi thường mà hai nhà kia lại được bồi thường hả? Mà bạn đất của bạn đã có quyết định thu hồi chưa? Đã có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng chưa? Đối với các cái trường hợp mà đã có quyết định thu hồi đất, đã có phương án bồi thường mặt giải phóng mặt bằng mà không đồng ý, muốn khiếu nại thì phải gửi hồ sơ thì tôi mới tư vấn được. Chứ còn hỏi thì sẽ không có tư vấn được, bởi vì không xem được hồ sơ mà chính quyền mà đã
có quyết định thu hồi hoặc bồi thường giải phóng mặt bằng mà mình muốn khiếu nại thì phải xem nó hết sức là kỹ càng thì mới trả lời, mới tư vấn được cho các bạn nhé. Lân Kiều hỏi là cho tôi hỏi 589 chị tôi có được xã cấp cho 100 mét, đến nay đã lên tới 300 mét nhưng đã bị mất hóa đơn nộp tiền ban đầu, vậy muốn làm sổ đỏ nốt phần đất tranh đó có được không? Thì bạn Lân Kiều xem lại từ đầu nếu mà bạn vào muộn. Còn về nguyên tắc xét về mặt thời điểm sử dụng đất thì trước 589 thì là đủ điều kiện về mặt thời điểm sử dụng đất. Rồi còn các cái điều kiện nữa, ví dụ như là không có tranh chấp, không có phù hợp với quy hoạch và phải được xã, ủy ban nhân dân xã xác nhận về cái quá trình sử dụng đất ổn định không tranh chấp từ năm 89. Thì ở đây bạn nói là mất hóa đơn nộp tiền. Thì mất hóa đơn thì nếu mà mình mất thì có thể sẽ phải sao kê xin lại ở xã, đúng không? Thường là phiếu thu thì sẽ được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Thì nói chung là đối với cái hồ sơ này của bạn thì phải xem lại về mặt thời điểm thì cũng tôi thấy là sử dụng từ năm 89 thì cũng được rồi đấy nhá, để bạn kiểm tra lại các điều kiện tiếp theo. Nguyễn Tâm hỏi thêm là bà dì bớt sổ, bà dì đã bớt sót thừa kế di sản, thừa kế ra sổ đỏ chỉ đứng tên một mình tên của bà dì. Bạn Nguyễn Tâm này có vẻ là cái vụ này là thừa kế nó cũng phức tạp ấy. Bạn hỏi không có rõ ràng lắm, nhưng mà về nguyên tắc ấy, thì chia đất đai thừa kế thì một là chia theo di chúc, hai là chia theo pháp luật. Thì nếu như là trong trường hợp mà thấy chia sai theo di chúc hoặc là sai theo quy định của pháp luật thì có thể là khởi kiện ra tòa án đòi chia lại thừa kế cái mảnh đất đấy, đúng không? Còn nếu mà bạn muốn tìm hiểu cho nó kỹ càng đầy đủ thì nên đọc cái cuốn sách thừa kế tài sản nhà đất, cách chia di sản thấu tình đạt lý này. Đó. Thì bạn vào cái đường link ở phần mô tả video, bạn đăng ký cuốn sách này, nhà sách Tiki sẽ chuyển tới tận nhà cho bạn, thì bạn xem ha, xem bạn áp dụng vào trường hợp của bạn thì nó mới chắc chắn được. Còn bạn nhắn hỏi như này và không có hồ sơ thì tôi không tư vấn được cho các bạn một cách rõ ràng đâu. Trụ Kỳ hỏi là 15 năm trước tôi có mua một miếng đất thổ cư tại huyện Tràng Bom, một năm sau thì được cấp sổ đỏ và được cắm mốc rõ ràng, đến nay một số đất được xây nhà, đến nay mới phát hiện là nay mới phát hiện hàng ngàn miếng đất là sao hả bạn? Đến nay mới phát hiện hàng ngàn miếng đất, không rõ câu hỏi của bạn. Bạn Đỗ Ven hỏi là tòa án cấp sơ thẩm đã xử nhưng gia đình tôi kháng cáo phúc thẩm thì cấp nào thụ lý tiếp theo thưa luật sư? Tòa án sơ thẩm mà bạn có kháng cáo phúc thẩm thì cấp phúc thẩm sẽ thụ lý. Ví dụ như là sơ thẩm là huyện, tòa án huyện xử rồi thì kháng cáo phúc thẩm thì tòa án tỉnh sẽ xử lại. Đấy, mà nếu như là sơ thẩm mà tòa án tỉnh
xử rồi thì phúc thẩm thì sẽ là tòa án cấp cao xử lại. Thì không rõ sơ thẩm của bạn là tòa nào thì tôi giải thích nguyên tắc như thế nhé. Hàng ngàn đất trong khu vực xung quanh bị trồng danh, nếu tôi muốn xây dựng nhà thì nên xử lý như thế nào vì nguyên đất chỗ miếng đất tôi đều bị trồng danh hết. À, bây giờ mới đủ cái câu hỏi của bạn chủ kỳ. Thì bây giờ trong trường hợp mà bạn lo ngại về trồng danh rồi lo ngại về sau này nó phức tạp thì tốt nhất là bạn thực hiện cái thủ tục đo vẽ lại, đo vẽ có thể có công ty dịch vụ đo vẽ cái thửa đất hoặc là nhờ văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cái dịch vụ đo vẽ xác định lại cái thửa đất, xem trong trường hợp mà nó trùng danh thì sẽ làm lại cái thủ tục cấp đổi lại sổ đỏ cho nó đúng. Đấy, sau đấy thì mình mới làm. Đó, thì về mặt thủ tục thì trong trường hợp trồng danh thì cũng thực hiện cái thủ tục cấp đổi sổ đỏ như tôi đã trình bày ở phần trên nhé. Đó, thì mình phải cho thuê công ty dịch vụ đo vẽ hoặc là dịch vụ của văn phòng đăng ký đất đai, tài nguyên môi trường họ đo vẽ. Nguyễn Bằng hỏi là sổ đỏ cấp sai vị trí thì phải làm sao? Cấp sai vị trí thì cũng phải cấp lại thôi, cấp đổi sổ đỏ mới cho nó đúng. Nói chung là sai thì là thực hiện cái thủ tục cấp đổi sổ đỏ. Yêu cầu trả lại vị trí cũ huyện không giải quyết. Nếu mà mình mà yêu cầu đúng mà huyện làm sai thì mình có quyền khiếu nại huyện không giải quyết thì mình có quyền khiếu nại lần hai lên cấp trên là cấp tỉnh. Đó, thì đấy là quy định của pháp luật. Vâng, các bạn hỏi giống nhau rồi thì là nghe của người khác là coi như là xong câu hỏi của mình đúng không? Vâng, bạn Nguyễn Tâm thì có hỏi là giải thích thêm về chia di sản thừa kế theo pháp luật. Chia di sản thừa kế theo pháp luật thì nguyên tắc là chia theo hàng thừa kế. Thì theo luật Bộ luật dân sự thì có 3 hàng thừa kế. Hàng thừa kế thứ nhất đó là cha mẹ vợ chồng con. Đấy, thì những người cùng cái hàng thừa kế thứ nhất thì sẽ được chia gọi là được quyền hưởng thừa kế bằng nhau. Nôm na là những người cùng hàng thừa kế thì sẽ được xuất thừa kế bằng nhau. Đó, không phân biệt con trai hay là con gái. Thì hàng thừa kế thứ nhất là cha mẹ vợ chồng con, hàng thừa kế thứ hai là anh chị em ruột, ông bà nội ngoại. Đó, hàng thừa kế thứ ba thì mới tới cô dì chú bác, đấy, cháu chắt đối với cả ông các cụ. Thì về nguyên tắc thì khi mà một người chết để lại tài sản thì tài sản phải được chia cho hàng thừa kế thứ nhất. Nếu mà không có hàng thừa kế thứ nhất thì mới chuyển sang chia cho hàng thừa kế thứ hai. Không có hàng thừa kế thứ hai thì mới chia cho hàng thừa kế thứ ba. Đấy. Ví dụ như là một 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 cái chị ấy có một cái mảnh đất đấy, nhưng mà chị ấy không lấy chồng cho nên là chị cũng không có con. Chị A này chị không lấy chồng, chị không có con, thì khi chị ấy chết mà bố mẹ thì cũng chết rồi thì lúc đấy thì chị ấy chỉ có một thằng em trai, thì lúc đấy là hàng thừa kế thứ nhất là không còn ai thì thằng em trai là hàng thừa kế thứ hai được hưởng. Còn giả sử như hàng thừa kế thứ nhất mà bố mẹ còn thì bố mẹ sẽ được hưởng cái thừa kế của cái chị A này. Thì đấy là giải thích cho bạn Nguyễn Tân về chia di sản thừa kế theo pháp luật nhé. Rồi, cảm ơn bạn Lê Thủy động viên là tôi giải thích dễ hiểu, cảm ơn. Nguyễn Bằng có hỏi là em hỏi
đất em mua vào năm 1998. Sổ đỏ không có bản vẽ đến năm 2018 em mới phát hiện đất bị sai vị trí. Em đã hiểu lầm đến nay vẫn chưa được điều chỉnh. Em đã nhiều lần. Thì các bạn, nếu mà các bạn thấy sai thì các bạn phải đề nghị cấp đổi lại sổ đỏ, phải nộp hồ sơ. Đấy. Và thông thường như bây giờ theo đúng quy định pháp luật thì mình nộp hồ sơ vào văn phòng đăng ký đất đai thì văn phòng đăng ký đất đai bắt buộc phải nhận hồ sơ và đưa cho cái giấy biên nhận hồ sơ. Sau khi nhận hồ sơ rồi thì đưa giấy biên nhận hồ sơ, trong cái giấy biên nhận đấy sẽ có cái phiếu hẹn trả kết quả. Đó. Đến khi trả kết quả thì một là cấp đổi sổ mới cho người dân theo đúng cái đơn đề nghị. Thứ hai đó là phải có văn bản trả lời là không cấp đổi và phải nêu rõ lý do tại sao là không cấp đổi. Và giả sử như trong trường hợp là có văn bản trả lời là không cấp đổi, nêu rõ lý do rồi mà bạn thấy là vẫn không đúng thì bạn có quyền khiếu nại cái văn bản đó. Khiếu nại lên chính cái Ủy ban Nhân dân mà đã ra cái văn bản trả lời không cấp đổi. Khiếu nại lần 1 nếu mà vẫn giải quyết vẫn không đúng thì có quyền khiếu nại lần 2 lên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đấy là tôi giải thích cho các bạn về cái quy trình thủ tục hành chính. Nhưng mà mình phải làm đầy đủ như thế, mình phải nộp hồ sơ, mình phải lấy giấy biên nhận. Đấy chứ, thì tôi không biết là bạn có làm đúng theo cái quy định đấy không. Đấy, còn bạn nói là vẫn chưa được điều chỉnh ở đây thì nó không rõ là như thế nào. Đấy, không? Đấy, bạn cứ nói là nhiều lần đến điều chỉnh vẫn chưa để làm được thì nó phải cụ thể là phải nộp hồ sơ, phải có văn bản trả lời là không làm được. Trong cái văn bản trả lời đấy phải nêu rõ lý do của bạn là làm sao thì mới biết đường mà gỡ. Và quy định về thủ tục hành chính theo quy định pháp luật hiện nay là phải rất là rõ ràng. Trong trường hợp mà không giải quyết cho người dân thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Đấy. Thì các bạn đi làm thủ tục hành chính thì các bạn phải yêu cầu và các bạn phải thực hiện nó đúng theo cái quy định đấy thì mới bảo vệ được cái quyền lợi của mình. Vâng, Lê Thủy thì có hỏi thêm là hóa đơn nộp tiền ngày 2 tháng 9 năm 93 có dấu treo thủy thủ quỹ xã đã ký vậy, muốn làm sổ đỏ thì làm thế nào? Thì bạn phải có một cái bộ hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu. Bạn vào cái video là gọi là thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu ấy, thủ tục cấp sổ đỏ mới nhất ở trong danh sách phát ấy. Rồi bạn xem ở đấy có hướng dẫn từ A đến Z luôn, là hồ sơ phải chuẩn bị những gì, nộp ở đâu nhá, tải các cái mẫu đơn như thế nào, thì bạn phải vào đấy bạn xem. Bạn Nguyễn Bằng thì có xin số điện thoại, thì ở trong kênh YouTube luật sư Đỗ Đăng Khoa có số điện thoại đó. Tuy nhiên thì các bạn cố gắng các bạn xem các cái video mà tôi đã hướng dẫn từ A đến Z để tự làm trong trường hợp là khó khăn phức tạp lắm, không thể nào mà làm được thì hãy nhờ luật sư, bởi vì tôi tư vấn liên hệ thì phải gửi hồ sơ và tư vấn là có thu phí. Cho nên là các bạn tốt nhất tôi khuyến nghị các bạn là các bạn tự xem, tự mang hồ sơ ra tự làm được là tốt nhất. Đỗ Ven có hỏi là bên mua đất, bên bán chưa đo đạc, chưa bàn giao đất, chưa có hồ sơ đo đạc đất mà bên mua vẫn làm được sổ đỏ. Luật sư trình tự thủ tục có đúng không? Bên mua đất, bên bán đất chưa đo đạc, chưa bàn giao đất, chưa có hồ sơ đo đạc đất mà bên mua vẫn làm được sổ đỏ.
Thì các bạn hỏi các cái chương trình như này thì tôi cũng không trả lời được đúng hay sai đâu. Hồ sơ làm sổ đỏ được đúng hay sai thì nó phải có cái trích lục cái hồ sơ đấy ra thì mới biết được là làm có đúng hay sai. Bạn Huê Trụ có nói là nếu đo vẽ lại chắc chắn nhà kế bên sẽ bị phá bỏ một phần nhà họ xây dựng mà trước đó thì do nhà nước đo đạc cắm mốc sai trồng danh nguyên cái khu vực này. Về nguyên tắc thì khi mà đo đạc lại thì trong trường hợp mà trồng gọi là trồng danh mốc do sai cái vị trí bản đồ thì người ta sẽ phải lấy cái thực tế để người ta điều chỉnh lại thôi. Đấy, chứ còn đương nhiên rồi, phải đất đai nhà đất là nó phải dựa trên thực tế để mà điều chỉnh hồ sơ chứ không thể nào mà điều chỉnh hồ sơ theo thực tế, mà nhất là trong các cái trường hợp mà người ta đã xây nhà, xây cửa lên rồi, các cái công trình kiên cố rồi, cho nên đấy là một cái nguyên tắc để xử lý trong các cái trường hợp mà sai lệch. Đó. Cho nên là bây giờ bạn muốn cái sổ đỏ của bạn nó đúng với thực tế thì vẫn phải làm lại, theo tôi là như thế, thì để sau này mình sử dụng nó ổn định lâu dài. Còn nếu mà bây giờ vẫn cứ chấp nhận cái tình trạng nó sai lệch như thế thì sau này nó lại càng phức tạp đến các cái đời sau. Rồi. Còn nguyên tắc xử lý thì phải dựa đất đai nhà cửa là phải đầu tiên nó phải là thực địa nó là quan trọng. Đấy, hồ sơ giấy tờ là phải điều chỉnh theo thực địa. Còn tất nhiên là hồ sơ giấy tờ ngày xưa nó đúng theo thực địa mà lấn chiếm thì đương nhiên thì hồ sơ giấy tờ nó lại là căn cứ. Còn trong trường hợp hồ sơ giấy tờ bản vẽ nó sai với cả thực địa thì đương nhiên nó phải điều chỉnh lại theo thực địa, chứ nó không thể nào mà điều chỉnh theo hồ sơ giấy tờ được. Đấy là nguyên tắc. Bạn anh Nguyễn lại hỏi là thủ tục cấp đổi sổ cũ sang sổ mới gồm những bước nào, thì nó đơn giản mà. Nếu mà cấp đổi sổ đỏ cũ sang sổ đỏ mới thì hồ sơ bao gồm một cái đơn đề nghị xin cấp đổi sổ đỏ với cả một cuốn sổ đỏ hiện tại thì nộp ở văn phòng đăng ký đất đai thì là được thôi nhá. Ở phần trên tôi đã có hướng dẫn rồi đấy, thì bạn anh Nguyễn xem lại, không tôi lại phải nói lại mất công. Vâng, thì chương trình thì cũng đã muộn rồi. Có bạn Bằng Nguyễn thì xin số điện thoại thì vừa nãy tôi nói rồi. Rồi, thì chương trình hôm nay thì cũng muộn rồi. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh YouTube Luật sư Đỗ Đăng Khoa để tiếp tục theo dõi các cái chương trình lần sau. Nếu mà các cái câu hỏi của các bạn chưa được trả lời thì các bạn sẽ theo dõi kênh, theo dõi các cái chương trình live lần sau và các bạn tôi sẽ trả lời cho các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình live lần sau.